Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Kia Tisak, nước cờ sai của thầy Park đẩy Việt Nam và thế khó trước trận đấu quyết định. Theo ý kiến của một số chuyên gia, từ Việt Nam có thể đã ghi bàn nếu những cầu thủ như Văn Toàn được tung vào sân từ sớm hơn. Tuy Việt Nam vừa có trận đấu tương đối thất vọng khi bị Indonesia cầm hòa không bàn thắng. Đây là trận đấu các cầu thủ tấn công bên phía Việt Nam không đạt hiệu suất tốt, hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự của đội bạn. Đánh giá về trận này, huấn luyện viên Kia Tisak cho rằng Hiệp 2 huấn luyện viên Park có sự điều chỉnh nhân sự, trong đó có việc đưa tiến linh vào sân, nhưng chất lượng các đường tạt từ hai biên là rất thấp, quá nhiều đường truyền thiếu chính xác. Ở trận này, cầu thủ Việt Nam truyền ngang, truyền về quá nhiều, trong khi những đường truyền mang tính sát thương cao có sự đột biến thì thiếu. Hôm nay, một số vị trí đá không đúng phong độ, tỷ lệ sút trúng cầu môn sút thấp, dứt điểm hơn 20 lần nhưng chỉ có trúng đích một lần. Nhiều cú sút xa được thực hiện nhưng cũng không chính xác. Nếu huấn luyện viên Park tung mẫu cầu thủ lát léo có khả năng đột phá như Văn Toàn và sân sớm hơn, có thể Việt Nam sẽ tấn công hiệu quả hơn trước Indo. Huấn luyện viên Kia ti sắc lý giải nguyên nhân khiến cầu thủ Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn có hai vấn đề chính. Thứ nhất, Indo đã thực hiện đấu pháp rất tốt. Họ chủ trương giành một điểm và đã thành công. Sự tiến bộ của họ về kỹ thuật, kỷ luật, thể lực là rõ rệt. Thứ hai, sức tấn công của chúng ta hôm nay chưa đủ mạnh. Các cầu thủ thường xuyên đổi vị trí nhưng không hiệu quả. Chúng ta thiếu hẳn một trung phong giỏi. Ở hiệp 2, huấn luyện viên Park tung Đức Trinh tiến linh vào sân nhưng không hiệu quả. Hai cầu thủ này đá cạnh tranh quá ít, phong độ của họ cũng không thực sự ấn tượng. Khi phân tích về trận đấu này, bình luận viên Tiến Dũng của Đài truyền hình Việt Nam bày tỏ hoài nghi về quyết định thay người của thầy Park. Hôm nay đối thủ chơi hay, tuân thủ đúng đấu pháp, trong khi đó lực lượng tấn công của chúng ta thì chưa đủ mạnh. Những cầu thủ có khả năng đột phá, tốc độ, lắt léo như văn toàn nếu được vào sân từ sớm, có thể hiệu quả tấn công của Việt Nam đã được cải thiện. Như trận đấu sắp tới đây, Việt Nam cần rèn rũa các bài tấn công. Có lẽ các cầu thủ cần phối hợp nhanh hơn, táo bạo hơn nữa. Nói về trận đấu tiếp theo gặp Campuchia mang ý nghĩa quyết định tới suất nhất hay nhì bảng của Việt Nam, nhà báo Huy Tùng bày tỏ mối lo ngại. Với phong độ hiện tại Indonesia hoàn toàn đánh bại Malaysia được. Nếu Indonesia thắng với cách biệt một bàn, Việt Nam cần phải thắng Campuchia cách biệt 3 bàn thì mới giành suất đầu bảng. Chắc chắn đây sẽ là điều không dễ dàng. Từ Việt Nam bất lực trước Indo vì thiếu sự đột biến. Thưa quý vị, tiếp tục với lối chơi tấn công áp đặt nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không giành được kết quả như ý như đã có trước Malaysia. Indonesia tỏ ra là phép thử khó khăn với đối tuyển của chúng ta, nhưng chính khó khăn đó lại là phép thử cần thiết và hữu dụng. Trước trận, huấn luyện viên Indonesia trả lời báo giới về điểm yếu của Việt Nam là hai biên. Trong trận cầu Indonesia gần như không thể tấn công lẫn phản công, hẳn nhiều người sẽ lấy phát biểu ấy ra để diễu nhại. Nhưng hóa ra ông Shin Tae-yong đã nói đúng, chỉ ít là ở khía cạnh khác chứ không phải ở khía cạnh điểm yếu mà Indonesia có thể khai thác. Vì sao từ Việt Nam không thể ghi bàn? Các học trò của thầy Park cầm bóng đến 69% thời gian, được hưởng 7 quả phạt góc và có 10 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương. Tất cả con số ấy đủ để cho thấy Việt Nam ở thế áp đảo ra sao. Và nếu so sánh với việc Indo chỉ có một cú phạt góc và không có tình huống dứt điểm nào về phía cầu môn nguyên mạnh, chúng ta càng thấy thế trận là một chiều nhưng kết quả cuối cùng là điều quan trọng. Indo coi như đạt được mục tiêu khi họ có một điểm để ít nhất giữ được ngôi đầu bảng cho tới trước trận quyết đấu Malaysia. Việt Nam tiếp tục lựa chọn lối tấn công áp đặt và có vẻ như đây đang là đường lối tiếp cận mới mà thầy Park xây dựng cho đội quân của mình. Chúng ta vẫn chơi với khối đội hình dâng cao, vẫn phối hợp nhỏ, chủ yếu là dùng các pha bật nhảy ít chạm để tiếp cận vòng cấm. Nhưng trước Indo tổ chức phòng ngự tốt, chơi áp sát quyết liệt hơn Malaysia rất nhiều. Có thể nói các chân giúp Việt Nam bất lực. Sự bất lực ấy đến từ đâu? Dễ hiểu thôi, tính đột biến của chúng ta quá thiếu, tính chính xác của chúng ta cũng quá thấp. Có thể thấy rất rõ bài vở của Việt Nam phát triển bóng từ tuyến dưới, gian xếp bóng bằng các pha phối hợp nhóm ít chạm và phát động tấn công từ hai biên. Các tuyển thủ của chúng ta chơi rất nhuẩn nhuyễn và nó cho thấy họ đã tập luyện nghiêm túc thế nào để có thể vận hành trôi chảy lối tiếp cận hoàn toàn mới mẻ. Nhưng sự nhuận nhuyễn ấy mới chỉ nằm trong cái khung cố định của một công thức. Nó chưa tạo thành tính biến ảo để gây bất ngờ cho đối phương nhờ khả năng tạo đột biến. Rất dễ để Indo đoán được ý đồ phát triển bóng của Việt Nam. Do đó họ khắc chế các đợt tấn công của chúng ta không quá khó khăn. Đánh biên phải khoét biên trái, trồng biên, overlap hay trồng nội biên underlap của chúng ta đều được thực hiện khá bài bản nhưng lại không khó phán đoán với đội bạn. Indonesia rất dễ ứng biến mỗi khi chúng ta thất bại ở việc tổ chức dàn xếp bóng ở một biên, sau đó tìm cách luân chuyển bóng để phát triển ở biên đối diện. Các pha chuyển hướng tấn công, chuyển cánh của Việt Nam không có yếu tố bất ngờ, do đó không tạo ra được đột phá để tuyến trên ghi bàn. Pha bóng đáng chú ý nhất của Việt Nam chính là pha xẻ bóng xuyên tuyến của Quế Ngọc Hải cho Tiến Linh ở phút 56. Chính pha xẻ bóng xuyên tuyến là thứ khiến Indo bất ngờ khi họ quen với việc Việt Nam chỉ tấn công từ biên. Nhưng rất tiếc, pha bóng đó gần như duy nhất mà chúng ta có thể tạo bất ngờ. Sau đó Việt Nam lại tiếp tục lại huồng quay cũ và bế tắc. Hạn chế của tuyển Việt Nam Trong thế bế tắc trong việc tìm kiếm khung thành của đội bạn như vậy, Việt Nam gặp khó khăn hơn nữa khi những cầu thủ được kỳ vọng bùng nổ của chúng ta thì không có một đêm ưng ý. Không có pha bóng bước ngoặt nào từ công phượng lẫn quang hải, Việt Nam tìm đến các phương án sút xa ngoài vòng cấm. Nhưng điều đáng nói, các pha dứt điểm kiểu này, kể cả khi có tư thế dứt điểm thuận lợi, tính chính xác không cao và do đó bàn thắng không xảy ra. Thực tế, khán giả Việt Nam ai cũng mong đợi thầy cho ông Park ghi bàn và giành chiến thắng. Nhưng trong trận cầu không đều như trận gặp Indo vừa qua, song song với sự thất vọng, có dấu hiệu tích cực nếu nhìn bằng con mắt tích cực. Đó chính là thuốc thử Indo cho phép Việt Nam bộc lộ những điểm yếu cần trao chuốt thực sự nếu muốn bảo vệ thành công trước vô địch ở kỳ AF Cup này. Thứ nhất, hai biên phải sắc bén hơn, với những đường bóng có tính sáng tạo hơn. Điều Shin Tae-yong nói chính xác ở điểm này. Điểm yếu nằm ở chính sức sáng tạo của hai biên, nhất là khi chủ trương của thầy Park phát động tấn công từ biên. Thứ hai, tính chính xác trong các pha dứt điểm tuyến 2. Chúng ta hãy nhìn vào những cú sút của người Thái để hiểu đối thủ của tuyển Việt Nam mạnh như thế nào. Ở những trận đấu giằng co và bế tắc, sút xa luôn là lựa chọn không tồi để tạo đột biến, đặc biệt là những cú sút ở cự ly sát vòng cấm của đối thủ và những đường đón bóng hai. Và thứ ba quan trọng nhất, khả năng thay đổi đột ngột tạo thế bất ngờ Chúng ta cần thay đổi hướng tấn công một cách bất thường hơn để đối phương khó đoán trước hơn. Từ Việt Nam cần biết thay đổi tốc độ đúng lúc để từ đó có thể khiến khối đội hình của đối thủ bị xô lệch khỏi hệ thống chơi cân bằng của họ. Chỉ có sự đột biến như thế mới có thể khiến lối chơi tấn công áp đặt trở nên nguy hiểm thực sự. Trước thuốc thử Indo, chúng ta rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Dù sao Việt Nam cũng chỉ tập quen với lối chơi tấn công áp đặt chưa được bao lâu, và ông Park sẽ nhìn ra được các điểm cần tinh chỉnh. Để đi đến trước vô địch thì đội bóng nào cũng phải đi một lộ trình. Trên lộ trình của mình, thầy chó Park Hang Seo vẫn đang có kết quả khả quan và ít ra là biết được mình cần hoàn thiện chỗ nào. Chỉ khi biết mình cần hoàn thiện gì, lúc ấy Việt Nam mới có thể tiến bộ. Tin tiếp theo, buông lời châm chọc fan Campuchia tin đội nhà sẽ loại Việt Nam khỏi AF Cup 2020. Thưa quý vị, mặc dù đội nhà chắc chắn bị loại, người hâm mộ Campuchia vẫn rất hào hứng trước trận đấu cuối vòng bảng AF Cup 2020. Với trận hòa không đều trước Indo, Việt Nam vẫn chưa thể sớm giành vé lọt vào bán kết AF Cup 2020. Suốt 90 phút, Quang Hải và đồng đội tung đến hơn 20 pha dứt điểm hướng về phía khung thành đối phương, nhưng không một lần tìm được bàn thắng. Ở chiều ngược lại trong trận đấu sớm, Campuchia tìm lại cảm hứng bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Lào. Về lý thuyết, nếu Việt Nam thua Campuchia ở lượt trận cuối, đồng thời Indo thua Malaysia, Việt Nam có khả năng bị loại sớm. Đây là điều được cổ động viên giữa Angkor dùng để châm trọng thầy trò ông Park Hang Seo. Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thua Campuchia ở lượt cuối. Đây không phải là chuyện không tưởng, bởi Campuchia đang tiến bộ rất nhanh trong tay huấn luyện viên Honda. Việt Nam phải học Lào và Campuchia trong việc tìm bàn thắng với lấy Indo. Trận sau, Campuchia gặp Việt Nam. Không biết tuyển Việt Nam đã sẵn sàng chưa? nhưng Campuchia rất mạnh và có thể loại Việt Nam khỏi AF Cup. Việt Nam chơi từ bóng đá hiện đại, giỏi trong phòng ngự lẫn tấn công, nhưng điểm yếu của họ chính là Indo và Campuchia. Dự đoán Campuchia thắng Việt Nam. Bên cạnh một số bình luận mang tính châm trọng, có nhiều cổ động viên Đông Nam Á khác đánh giá trận hòa không đều không hẳn là thảm họa với Việt Nam. Việt Nam dù gì vẫn là đội mạnh hơn và là đương kim vô địch, chỉ là hôm nay Indo chơi phòng ngự quá hay thôi. Tôi nghĩ ngôi đầu bảng vẫn nằm trong tay Việt Nam. Nên nhớ tại giải đấu năm 2018, Việt Nam hòa Myanmar không đều, cuối cùng vẫn vô địch đấy. Trận hòa này chưa phải là thứ có thể cản bước họ. Là một cổ động viên Indonesia, tôi nghĩ bây giờ Indo mới đang là đội cần lo lắng khi phải quyết chiến với Malaysia ở lượt cuối, trong khi Việt Nam khá thành thơ với Campuchia. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.